Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của em PS Mobile. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau săn những huyền thoại Italia Di Pedro với một cái phiên bản Blitzkrieger, huyền thoại Totti và huyền thoại Roberto Baggio. Lúc đầu là mình tính không có làm cái video này đâu các bạn, nhưng do kiểu các bạn yêu cầu mình làm nhiều quá và đang có cái con sale ấy các bạn ơi, thành ra là cái con ạc này mình đang có 4.000 coin và 3 gói con sale đó là khoảng 4.500 coin đấy, thì mình đã được 9.320 coin. Thì ngày hôm nay mình sẽ dùng số coin này để mình săn những huyền thoại nha. Nói chung là cái box Italia này thực sự là mình rất là thích luôn các bạn. Mình thích nhất đó chính là con hàng Di Pedro, tại vì đây cũng là một trong những idol của mình. Vào cái mùa PES năm 21 mình sử dụng một cái phiên bản Iconic, đó chính là cái phiên bản của câu lạc bộ Juventus, và huyền thoại Di Pedro đá rất là hay và rất là cháy luôn các bạn ơi. Phiên bản lần này của chúng ta 1m73, 26 tuổi và cái style là style kiến tạo, và các bạn có thể đá được cái vị trí tiền đạo, đá vị trí SS và đá cái vị trí là tiền vệ tấn công nha. Nói chung là phiên bản này cực kỳ ngon và cực kỳ cháy rồi các bạn. Roberto Baggio với một cái phiên bản tiền đạo cắm 1m74, 27 tuổi, và không phải là tiền đạo cắm mà chính là cái style dribbling forward nha. Cái style này cũng hơi lùi sâu, cái vị trí cũng đá tương đồng so với huyền thoại Di Pedro của chúng ta nữa. Và hoàng tử Totti với hai cái sừng trên đầu các bạn ơi, 24 tuổi, và cái style đó chính là Classic No 10. Cái style này thì nó hơi tù, nói chung là ông này có một cái tình trường nó không được ổn áp cho lắm, nhưng mà phiên bản này cũng được, cũng ok nha. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có những con hàng highlight, những con hàng highlight của Italia cực kỳ cháy, bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể xem nha. Và riêng mình thì mình chỉ xem 3 huyền thoại thôi, và hy vọng đâu đó ngày hôm nay mình sẽ quay tầm khoảng 5.000 coin thôi để chúng ta có thể dính được con hàng Di Pedro các bạn ơi. Cái bốc này mà để nói thật lòng, nói từ tận đáy lòng luôn ấy, là mình thích đúng duy nhất một huyền thoại thôi, đó chính là Di Pedro với cái skill Blitzkrieger. Các bạn xem sơ qua về cái phần chỉ số thì cũng có thể thấy rất là mạnh về cái khoảng rê bóng và cái khoảng khứa lòng nha các bạn. Khứa lòng chúng ta chưa năng gì hết thôi các bạn ơi, chưa năng gì hết mà đã 85 rồi, và khi mà các bạn năng mát luôn là nó lên 90 mấy, và nhiều khi khứa còn khét hơn cả so với con hàng Son Heung-min nữa. Đó thì mình cũng hy vọng là mình dính được huyền thoại này. Và ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị cái gì nhờ, mình nói nhầm. Và ngày hôm nay thì mình chắc là quay ít 10 luôn các bạn ơi, lượt quay đầu tiên của chúng ta thôi nào. Nói nhiều quá làm gì, nói nhiều quá thì nó lại mất hay. Nói ít thôi, nói ít nhưng mà đủ là được các bạn ơi. Và lượt quay đầu tiên của chúng ta sẽ là sự xuất hiện của cầu thủ nào đây. Màu áo của đội tuyển Italia số 4 mang tên là Boris, tên gì đây, một loại thẻ highlight hậu vệ các bạn ơi. Nói chung là ông này mình không biết. Ok, chúng ta dính được con hàng tiền vệ phòng ngự nữa rồi, và đó là lượt quay đầu tiên. 9.400 coin là phải nổ cho mình, phải nổ ít nhất là một ông các bạn ơi. Và đây lượt quay thứ hai, Di Pedro là mình dừng lại luôn các bạn ơi. Con sale dường như là quay rất là may mắn nha các bạn. Di Pedro là mình dừng lại luôn. Di Pedro nào, Roberto Baggio à. Oh my god. Lượt quay thứ hai chúng ta đã dính được con hàng này. Con hàng này thì có một cái phiên bản Juventus rồi, cũng là cộng sự của huyền thoại Di Pedro nữa thì cũng ngon đi. Nói chung là mình cũng chấm ông này đấy. Phiên bản Ibis của Juventus, còn đây là phiên bản của đội tuyển Italia. Và lượt quay thứ ba thôi nào, nổ phát nữa Di Pedro nữa là đẹp các bạn ơi. À, 9.000 mấy coin thì mình cũng không biết là có ra được Di Pedro hay không ấy. Nếu mà không ra thì mình cũng phải suy nghĩ là có nên săn hay không, tại vì thực sự là tốn kém lắm các bạn ơi. Đây không phải là con hạt tích coin nha các bạn. Hạt tích coin thì mình quay vô tư và mình không có sợ gì hết ấy. Còn những con hạt như thế này là mình quay kiểu hơi hồi hộp một chút xíu. Ok, chúng ta sẽ lại tiếp tục thêm một lượt quay F10 nữa nào. Nổ huyền thoại Di Pedro cho mình đi. Lượt quay F10 này nó lại không nổ. Sẽ là sự xuất hiện của cầu thủ nào đây. Chúng ta không có bấm skip bỏ qua cho nó nhanh, nhưng các bạn phải xem từ từ đồ này kia đồ ấy. Tại vì bỏ qua là nhiều khi là quay đen lắm các bạn ơi. Rồi ok, này mình sẽ lại tiếp tục thêm một lượt quay F10 nữa. Cancel 2-3 cái đi các bạn ơi. Phải chi lượt quay hồi nãy là con hàng Di Pedro là lại ngon nhờ. Nổ
huyền thoại Roberto Basso của chúng ta nằm ở cái mục thứ ba hả ta, nằm ở cái mục cuối trong cái bốc huyền thoại lần này, tức là con hàng chỉ số thấp nhất ấy. Mà quay với con hàng chỉ số thấp nhất là nó đen lắm các bạn ơi, mình sợ là như thế. Con hàng à, ok là rồi, thẻ highlight tiếp tục rồi, mình lại sợ nó đen cơ. À, ok không sao các bạn ơi, nằm ở lượt quay thứ hai là mình nghĩ là về bờ sớm nha, không có cái vụ, không có cái vụ mà full box đâu. Ok nổ. Oh, chưa nổ nữa. Toàn thế nhờ. Lại là một loại thẻ highlight các bạn. Con hàng nào đây? Nói chung là highlight của Italia tên khá là dài. Bellanova. Bellanova, nói chung là tên dài quá, mình sợ mình đọc sai thôi, mình xem qua thôi chứ mình không có đọc. Ông nào biết thì mình đọc, còn không biết thì thôi. Và lượt quay F10 tiếp theo nữa. Trời ơi, căng thế nhờ. Lại là loại thẻ highlight sao? Highlight nữa hả? Ờ, hình như là huyền thoại các bạn ơi, huyền thoại đúng không? Huyền thoại. Đi back row, mình lại tưởng không dính tính skip rồi các bạn ơi. À, không để ý cái vòng đèn bên ngoài màu vàng nhờ. Vòng đèn bên ngoài là dính được huyền thoại nha các bạn ơi. Và tuyệt vời quá, ngày hôm nay như thế là ấm rồi, ấm lòng rồi. Ấm lòng chiến sĩ. Đúng rồi các bạn ơi. Đi back row và chúng ta dính luôn được con hàng, đó chính là Ria Retegui, tiền đạo. Thôi nói chung là dừng lại tại đây luôn, hoàng tử Totti thì mình chia tay nha. Ông này cái style lấy Sidnu 10 kiểu tù tù thế nào ấy, mình không thích các bạn ơi. Hồi nãy mình có 9.000 coi quay 6 lượt, chúng ta được hai con hàng Ibic, nói chung là đẹp, cái kết đẹp rồi. Quá đẹp, quá mạng cái đôi nhãn con sale quay quá may mắn luôn. Rồi thì mình sẽ nâng cấp chỉ số cho các bạn xem huyền thoại đi Pedro, một cái skill Blitzkiller quá tuyệt vời và quá bén, quá ngon hết nước chấm. Hình như là chúng ta không đủ thẻ kinh nghiệm các bạn ơi. Ok, không đủ thì mình sẽ bán cầu thủ nha, nãy giờ quay cũng khá là nhiều đấy. À, trong đây mình cũng có huyền thoại Big Low nữa. Vậy là mình có thể xây một cái team Italia khá là đẹp. Rồi bán Donnarumma này, bán tiền đạo, à Zaniolo nữa. Nhưng mà Zaniolo trong một cái phiên bản loại thẻ base bình thường thôi. Mùa này hình như là Zaniolo không có trong cái đội tuyển Italia nhờ. Ông này nói chung là về cái phần thể hình rất là vạm vỡ các bạn ơi, và mình cũng khá là thích ông này ấy. Nhưng mà kiểu dạo gần đây thấy đá cũng không được hay cho lắm, chứ hồi xưa kiểu có những cái phiên bản mùa PES năm 21 đá cháy, đá căng lắm. Mình cũng khá là mê. Rồi bán chậm chậm tí các bạn. Ok, nói chung là cũng đủ rồi, khá là ổn rồi này. Bazo, đi Petro mình kiểm tra lại một lần cho nó chuẩn. Rồi đi Vectro các kiểu, tại vì mình không có khóa các bạn. Nhiều khi là bấm nhầm phát là ton, Anton Griezmann luôn. Hai thẻ, ba thẻ kinh nghiệm 10.000, 60 mấy thẻ 4k và 50 mấy thì nói chung cũng được. Nếu mà không đủ thì mình sẽ mua cầu thủ bằng GB nha. Đi Vectro nói chung ngon quá, thằng tượng của mình. Idol nữa, idol giới trẻ. 26 chưa đủ nữa các bạn ơi. Ok đủ rồi này. Mình làm video này chắc nó cũng hơi trễ rồi, do là cái bốc này hai ngày mà mình ngày hôm kia thì mình lại làm là cái bốc playoff được quyết thứ 5 cơ. Rồi chúng ta sẽ có một chỉ số về khoảng nhận thức tấn công 85, một chỉ số rê bóng cực kỳ nét, mình chưa xem cái kia luôn, 103 nha, ngon quá. Con hàng này nói chung là quá ngon các bạn ơi, nên săn đi các bạn. Rê bóng 98, điều khiển bóng 96, điều dính bóng 96, truyền ok luôn, tầm trung luôn này, dứt điểm 93, cửa lòng 96, ui quá nét các bạn ơi, đá phạt 88. Con hàng này là cái tốc độ cũng rất là nhanh nha các bạn, 86 95, lực sút 84, thăng bằng 96. Và chúng ta sẽ có skill gì đây? Xoay cơm ba chớp tên cướp bị hai tên, có long run curler, blitz killer, long run short tên, dứt điểm tư thế khó, có đánh gót dứt điểm một chạm và có skill thao bát xin truyền nữa. Thì con hàng này nếu mà mượt nữa nha các bạn, ép double thoát vào nó rê bóng kiểu kinh khủng luôn, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ủa, Roberto Bazo đâu rồi? Đừng nói là mình bán đi à. À đây rồi, bán nhầm phát là khóc thét luôn. Chắc là lại không đủ thẻ kinh nghiệm rồi các bạn. 10 là 5 thẻ 10.000 thôi, chắc là không đủ quá, mình nghĩ thế. Hy vọng là sẽ đủ nha, để mình không phải bán cầu thủ. À lại là không đủ thôi, các bạn chờ mình chút xíu, lại phải chờ.
xem video mình cứ bắt các bạn chờ đợi bán cầu thủ xong rồi nâng mát chỉ số nha. Dưới đây có ai không, còn ai hay không? Những con hàng này chắc là không đủ rồi. Những con hàng này là những cái loại thẻ bình thường ấy, chỉ có 2-3 sao thôi. Thành ra là mình sẽ vào trong đây mình mua khoảng 5 ông. Mua 5 ông với cái loại thẻ làm 5 sao thì mới đủ các bạn ơi. Standard playlist này. Rồi chọn vào cái phần sort là không phải. Chọn filter national position. Bring chứ mình nhầm là về cái phần giá này. Chúng ta sẽ chọn ở đây nha. Rồi kéo xuống. Có ông trong đây rẻ nhất là 100k. Nhưng mà ở đây là mình để cho nó nhanh thì mình mua cho nó lẹ luôn các bạn. Rồi mình sẽ mua 5 ông cầu thủ này. United Simon. Làm về đi Petro, chắc là ngày hôm nay là mình săn, xong rồi ngày mai mình sẽ review nhanh cho các bạn xem luôn nha. Thần tượng của mình, idol của mình ấy. Mình cứ thấy ông nào đã hay là mình idol, mình cứ thần tượng. Trong game này thì có rất là nhiều thần tượng luôn các bạn ơi. Ok, bao nhiêu rồi nhờ, 4 ông rồi chắc là chưa đủ đâu. Mua thêm một ông nữa các bạn ơi. Dự trù cái khoản là chúng ta không đủ. Hà dư còn hơn thiếu. Thiếu là phải làm thêm một cái thì nó lại tốn thời gian. Mình không thích như thế. Rồi và cái phần game plan. Phải game plan không? Sai. Mình lại sai. Trở về My team. Rồi layer nào. 1, 2, 3, 4, 5. Bán. Release. 5 thẻ kinh nghiệm. 10k. Ok. Còn những con hàng highlight nữa nhưng mà mình không có đủ cái thẻ kinh nghiệm ấy, thành ra là chắc là sẽ không có nâng mát đâu các bạn ơi. Nâng những con hàng huyền thoại thôi. Rồi đấy các bạn ơi, 4 thẻ là mới đủ nha. 4 thẻ mới đủ. Căng thật sự. Bazo với lại Dibekro thì nói chung là cặp đá cũng cháy. Để xem đặt cái chỉ số như thế nào đây. Ông này thì mình thấy là về cái phần thể hình các bạn không chấm nhiều ấy, do chỉ có 1m74 thôi. Bộ chỉ số về khoảng nhận thức tấn công 93, khả năng rê bóng 88 này, khả năng điều khiển bóng 90, độ dính bóng là 91 nha, dứt điểm 94, đá phạt là 87, khứa lồng 89 luôn, tốc độ nhanh hơn so với con hàng Dimitro một chút xíu này, 89 và 98 cho các phần bứt tốc nha, lực sút 87 đóng căng, thăng bằng 98 cực kỳ vững và stamina các bạn cũng có thể chơi hết trận. Double thoát có này, xoay cơm ba có này, cướp bị hành tinh có, solo control long run curler, dứt điểm tư thế khó, dứt điểm một chạm truyền, một chạm thao vaccine và cái skill vẫy máu ngoài. Nói chung là con hàng này về cái phần skill và cái bộ chỉ số vẫn gọi là hết nước chấm các bạn, quá đẹp quá mê. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào những con hàng hồi nãy giờ mình quay. Nói chung là khi mà các bạn mở full cái bóc đó thì chúng ta sẽ được full cái team đội tuyển Italia luôn nha. Nhưng do kiểu là mình chỉ cần mỗi con hàng Dibekro thôi, và mình cũng không có cần những con hàng highlight ấy, thành ra là nó chỉ quay được có bao nhiêu thôi các bạn ơi. Và video ngày hôm nay về huyền thoại Dibekro săn huyền thoại Italia cũng sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha, và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của em Pes Mobile.